em Tiên với chào cả nhà. Thì video hôm nay Tiên với anh em chuẩn bị sửa sạn để lặn tăng thứ 3 nè. Cuộc hành trình săn bắt hải sản tại Trường Sa. Tăng này là đêm thứ 13 của mấy anh em mình. Hiện tại thì đã lặn được 13 đêm rồi nha mọi người. Thì sau tăng này mấy anh em mình sẽ về tàu Mỹ để nghỉ ngơi. Cứ xong tăng thứ 3 là anh em sẽ khỏe à. Buổi sáng thì kiếm một tí là ra là ấm cái bụng ngay. Đấy kẻ nhà thấy mấy anh em nghỉ vội nghỉ lưng nè. Kia là bạn Tâm, còn đây là bạn Kham. Bạn Kham thì mới vừa dòng Keno tăng trước. Cô chú anh chị nhà mình bấm lại video trước thì sẽ biết. Còn đây là bạn Bảo. Cô đồ hả bác Hà Lánh thế à? Cô đồ. Còn phía sau là anh con đang có vô cạo cái máy nè. Kẻ nhà chuẩn bị để ý là cái tiếng máy nó to hơn, nó ục ục to hơn là anh em biết là tới giờ lặn nha. Thấy cả nhà nghe không? Cái đó là cái hiệu tín hiệu của mấy anh em mình. Khi mà kéo cái dây đó vô là anh em sẽ dạy sửa sạn để nhảy. Anh em rất là khẩn trương luôn nha mọi người. Cứ nghe tiếng mấy lần là anh em khẩn trương để xuống săn bắt hải sản. Rồi Tiên cũng phải khẩn trương để xuống nhảy kịp lúc cùng với anh em. Video này Tiên cũng dẫn cô chú anh chị nhà mình xuống săn bắt hải sản cùng với Tiên. Hiện tại mấy anh em mình đang neo ở đảo Nam Yết thuộc Trường Sa của Việt Nam. Đảo Nam Yết ở phía sau của Tiên kìa. Cả nhà thấy không? Đây nha, đây là cái ánh đèn của đảo Nam Yết nè. Đây là đèn tàu của Việt Nam. Thì để anh em biết mấy anh em mình neo sát bên với nhau luôn. Còn bây giờ thì Tiên sẽ nhảy lặn về bắt hải sản tại khu vực đảo Nam Yết Trường Sa của Việt Nam. Rồi mấy anh em cũng tới vị trí lặn nè, mời mọi người xuống săn hải sản cùng với mấy anh em mình nha. Tiên bắt gặp con cá bò hòm đầu tiên. Về đây là con cá bò tím. Chỉ bắt con cá bò hòm này thôi. Con này cũng khá to. Những con cá mú này ở Trường Sa có rải rác rất là nhiều luôn. Có một cái hang nó xây rất là tốt. Tiên chỉ một phát để trúng ngay cái điểm yếu. Về nó đơ luôn này. Gọi là cá nhược cá. Con này cũng khá to cô chú anh chị. Các loại hải sản mà nằm có cái điểm tựa như thế này thì em Tiên rất là dễ xâm luôn. Là sổ nữa nè. Ở Đường Xe thì mấy anh em mình đi giữa một răng để xâm những con cá lớn dễ dàng hơn. À chà, còn mực nang cô chú anh chị ơi. Em Tiên đã phát hiện ra. Đi cái bãi ngầm trên này thì có nhiều mực nang lai dai. Mực nang dưới nước nhìn cũng hấp dẫn lắm. Tiên đã dùng tay về tóm gọn được. Mực nang bắt tay rất là dễ dàng luôn. Riêng mực lé thì không có bắt tay được nha. Bắt là nó chạy ngay. Con cua đỏ này đang có nấp dưới cái tảng đá. Em Tiên đã bắt được rồi. Cua này là cua cái. Ôi chà, nó mang trứng rồi. Thôi thì mang trứng thì Tiên sẽ được thẻ vậy. Tôm hùm này nó nằm như ngủ luôn. Thì tôm hùm nó sẽ đi săn mồi vào ban đêm nha. Đây là tôm hùm xanh, con này có bé xíu à. Thì chắc chắn là em Tiên sẽ không bắt rồi. Thẻ cho nó lớn. Những cái con cá to đầu, cái đỏ mắt này nè, nó không có nằm dựa vào những cái tảng đá đâu. Nó nằm lộ thiên ở phía ngoài như thế này luôn. Chính vì nó không có điểm tựa thì anh em mình cũng khó bắt lắm. Đi tới cái vị trí này thì Tiên là bắt gặp một con cá khác. Đây là cá đỏ mép này. Nó nằm có điểm tựa như thế này thì chắc chắn là không chạy thoát được rồi. Tiên xâm ngay cái nhược nó đơ luôn này. Con này cũng rất to. Tầm cái kg. Dạy mà nó cũng bung ra chạy nữa chứ.
nhưng mà không có thoát được. Cá bụi san hô này ngoài đảo em gọi là bánh tráng, thì cả nhà cũng hình dung nó to vẹt lòn như cái bánh tráng luôn. Về đây là cái chân gót này. San hô thì cũng được xếp như là một loại động vật thân cứng và là thân mềm nha. Nó có thể ăn. Bạn Tâm xong được một con cá rất là to luôn. Đây là con cá hồng heo hoặc là cấp sộp. Ồ, nó to lắm luôn. Con này thì em tiên độ là 5kg. Ồ, bạn Tâm khá mừng luôn nè. Đây là cách ăn mừng của bạn Tâm. Nhưng mà tiên cứ thấy bạn Tâm là tiên mắc cười. Kể như mình thông cảm cho em nha. Lúc này thì tiên mượn con cá để chụp hình và là làm kỷ niệm. Con cá này rất to. Ở đường xe thì không có hiếm gặp những cái con cá to này đâu. Anh em cũng hay bắt được suốt. Và lúc này thì anh con kéo đèn lên do là nước chảy quá. Đây là cái mặt bạn Tâm khi mà ở dưới nước này. Buồn cười thật. Đây cả nhà ơi, tăng giờ đem lên hôm nay tăng đầy nước chảy quá, anh em trụ không à. Không có phe đèn được nha. Có nhiều hôm nước đó em anh em phe quét đèn được. Hôm nay thì nước nó chảy anh em trụ lại. Có con cái bò này á có đem về về làm trẻ. Chứ thật ra thì không có bắt nha. Cái này ở ngoài đường xe từ đó nó bé bèo luôn. Bây giờ thì anh em về xa lượm cá vào. Tại tao chỉ được con cái cấp sột bò này. Cái đàn heo à, cái hồng heo à. Đó đó về tâm đề anh em cũng được hai vật kế. Đó mọi người. Còn to càng vàng béo luôn. Với con kế to ở ngoài đường xe anh em cũng ngại ăn lắm. Không có dám ăn nha. Sợ bị say. Rồi bây giờ thì anh em về. Tâm này thưa thớt thì sẽ về tàu lớn. Để quay cảnh buổi sáng cho cả nhà mình xem. Cho là nước chảy thừa hàng chứ nếu mà nước nó không chảy anh em phe đèn nó cũng có sẽ tiêu khoanh dài lên để anh em làm bình sữa buổi sáng cho nó ấm nè mọi người cho đỡ đói nè mọi người. Anh em chậm mắt một tí khi mà con xe chạy ra tàu mẹ. Đó chứ mấy anh em mỏi lắm mọi người. Tiên cũng mỏi buồn ngủ, biết là buồn ngủ luôn. Đèn bảo ngủ ngon lành rồi. Tuy là gió với sóng nó tạt lên liên tục nhưng mà ngủ thì vẫn ngủ nha mọi người. Bạn Tâm buồn ngủ lắm rồi. Nói chung mấy anh em rất là mỏi đi kẻ đêm. Hiện tại thì cũng gần tới cái tàu mẹ rồi. Đây cả nhà, mấy anh em mình cũng chạy về tới tàu lớn nè. Hay là chiếc 0203 cũng về lúc nãy rồi. Cứ khoảng 3 giờ sáng này mấy anh em sẽ về tàu mẹ như thế này. Đây mấy anh em sẽ bốc lên. Đêm nay được nó có ốc tàu bồ. Ốc tàu bồ này có nhiều khi có con vỏ nó đẹp lắm mọi người. Đây. Còn đây có một anh để bán băng keo rồi để dành mua này. Này mấy anh em sẽ đổ kế ra sau đó vào bịch. Đấy cái gì một đêm đây của mấy anh em mình đây là một đống kế luôn. Giờ thì mấy anh em mình sẽ phần lại kế đi để vào một bịch khỏi những con này. Đây kìa, thấy nhiều là kế khác nhau. Quá chứ không mấy con to to này. Tiền anh cấp. Có bộ không đâu? Được. Tiền mú này mọi người. Đêm tối nay mấy anh em mình bắt được vài con cá mặt quỷ. Ở xong hôm nay thì sẽ luộc thì mọi người luộc để muối về mình sẽ quý bán chứ không có nuôi sống. Đây đây cá mặt
bởi vì hồ mới là mình bắt về thì cái màu nó đẹp, cặp gô về cho hai cái màu, bớt gô về không mẹ, màu từ gió hút mẹ, khóa lắm nhờ mình em được con cái mắt quỷ là khóa lắm, rồi đêm nay được 5 con. Thì quy trình bốc ké lên xong đầu bốc hàng sống rồi mấy anh em mới lên nghỉ. Wow, một con báo nè, 4 con đây cái gì, ốc đêm nay ốc bù mấy con ốc to to không cái gì, thì ốc tất cả mấy anh em mình đều luôn sống nè. Wow, còn ốc bù nè, to hơn cái đầu anh bảo rồi. Bả đi, còn bả đi. Chủ yếu là ốc bu với lại ốc ù, mọi ốc khác mới đem mình nuôi chưa. Riêng cái con ốc que là không có nuôi cho mọi người. Đây là con ốc nón của tiên gọi ốc que. Nó có những cái bông que ở chỗ này này. Thì ốc này mới đem luộc lấy ruột, bán vỏ 45.000 một ký luôn. Thưng. Sau rồi cả nhà, còn mấy con mực của bạn Bảo, 4 con của bạn Bảo nè, 4 con 7 ký gì đẻ chưa chứ, 4 con 7 ký à. Bạn Bảo mua là chỉ mang cho dẹp vợ nha mọi người. Bảo ấy thì chị cho nhà vợ tặng cho em riêng em cho béo rồi. Đêm nay là bạn sức ở lên cho nên khi mà anh em vào bệnh kế xong xuôi hết thì bạn sức sẽ xuống quốc tế nha mọi người. Rồi cano thì sẽ mang ra phía sau để buộc lại. Về đêm mai chiều mai mấy anh em mình lại tới này để xuất phát đi tiếp. Còn cái nó khổng lồ, vô dữ là cắt mấy cái gì mất à. Đây cái gì, bạn Kham đang có bộ con cái nóc siêu to luôn. Đây trừ cái bóng bóng rồi. Còn cái nóc này to đẻ thiệt chứ. Chắc mấy anh em mình lấy cái dề của con cái nóc này. To lắm mọi người. Cái dê lấy được cái dê của nó dê cũng cực rồi. Đây. Dê này cũng phải ký mấy tươi khô còn khoảng hơn nửa ký. Rồi xong thì mới đem mình sắp ké xuống. Ké đêm nay thì được 1 túi, 2 túi, 3 túi, 4 túi, 5 túi, 6 túi, 7, 8, 9, 10, 11 túi nha mọi người. Tổng cộng luôn hết tất cả là được 12 túi. Một túi này thì khoảng 20 kg luôn. Thì 12 túi khoảng 5 kg luôn, hơn 200 kg luôn. Hai tẻ ké. Cái mình không quen nhau. Ủa, con nào bố không ké đâu mẹ. Chê còn sao đúng không? Đây thì anh em mình sẽ sắp ké xuống để gửi nha, ít hòm gỡ muối thì mang lên lại. Ok, xong xuôi cũng được một lớp nhẹ nha. Rồi thì anh em mình phủ đá xuống để đắp lại. Đây là dê cái nóc hôm nay mới nên mình sẽ mang lên phơi khô. Thì cái khay dê này thì được 2 hôm nha mọi người. Để 2 hôm rồi, hôm trước do là bị mắc mưa mấy anh em mình không có mang lên để muối đế, chứ mang lên nó bị mắc mưa để nó không có khô, phơi ở cái vỉ này nó nhanh khô này. Chú phơi dê
là nó khô que đắng này, khô khô khóc luộc nó đúng nắng, còn mà không đúng thì phải nằm nắng thì nó mới khô. Về này mang về đảo bán cho thương lái phải 400.000 một ký, 4 hoặc 600.000 được 2 vị. Còn đây là bạn Bảo chị mực, mực này thì bạn Bảo mua lại nha cả nhà, mua lại chứ không phải về tự ý là chỉ đâu. Thì nếu mà không mua á, bạn Bảo chỉ như này á, anh em sẽ được quyền ăn, nhưng mà ăn chung, ví dụ nướng lên cho mọi anh em người cục xí đi. Còn riêng bạn Bảo mà đã mua rồi như thế này thì mấy anh em không ai dám đụng. Wow, dài cơm ha. Cái mực lé dài cơm thật cái gì, nhìn ngon thật sự. Cái mực này về phơi một nắng lên là khỏi chê luôn. Rồi, chú Hai phụ chỉ cho bạn Bảo nè. Rồi đưa nước không mà. Anh Vinh cái ăn mẹp hai. Tôi tao lấy lại 5 kg. Sức đầu á. Đó cái túi mật của con mực lên, nó không là nó xịt cái túi đen luôn á. Các bạn thử. Đây. Mấy anh em tò mò bạn Bảo chỉ mấy con mực to nè cái nha. Còn đây là mực bạn Tâm làm để chịu ăn mì tôm. Để mọi người thấy chỉ con mực to phải có cách chỉ cho nó tốt con mực nha. Chỉ ngửa nó như thế này về phơi lên thì ăn khỏi chê luôn cái nha. Mực tươi như thế này phơi đúng một nắng thôi. Yeah, mà bữa nay mua một con chi. Hôm nay thì cái tàu lớn của mình sẽ chuyển một cái vị trí khác nha, tức là chuyển đi một cái đảo khác, không biết cái đảo nào nữa. Bây giờ thì mấy anh em sẽ kéo neo ở phía trước. Neo này thì chỉ còn kéo khoảng 4 anh em thôi, tại vì có cái kẹo ở phía lưng nó kẹo phụ lên rồi, chỉ nhắc cái mỏ lên là xong. Và phía trước xong thì ở khu nhà mới lại tấp nập nè. Anh Quyết đang có làm món cái chim sẻ ớt. Cái chim này nó cứng á, sẻ ớt ăn ngon lắm. Ở trên tàu mấy anh em mình thì anh em nào cũng biết nấu ăn hết nha mọi người. Không ngon thì dở, nhưng mà ai cũng nấu ăn được hết. Còn bạn Sai thì đang có làm món sò xào. Chú Hai nấu món cái canh thôi cho sếp hôm nay nè. Một rổ luôn, mấy anh em mình ăn nhiều lắm. Ở phía sau thì mấy anh em đang có luộc hải sâm gai. Đây nè, chưa chín à. Đây cái nhà để mà mang hải sâm gai về tới Phú Quý thì mấy anh em sẽ luộc sắp đầu múa đế nha. Chờ tí nữa luộc chín thì vớt ra. Bây giờ thì ốc ta bồ mấy anh em mình sẽ chúc như thế này để lấy thịt của nó ra nè mọi người. Đó là cách lấy được ốc ta bồ của mấy anh em mình hiệu quả lắm nha. Cứ chiều này nó sẽ thần xe hết luôn. Khi mà có nắng lên á thì từ đó nó rụng xuống, nó thần xuống như thế này luôn nè. Cái ruột của nó này nó thần xuống rồi rụng ra luôn. Thì đêm nay mấy đêm mình được 2, 4, 6, 8, 9 con nha mọi người. 9 con ta bồ, được hơn 1 kg thịt. Đầu tiên đi phơi đồ, sắp đầu tắm rửa xuống ăn cơm nha mọi người. Đây là cái tầng lầu của Tiên nè. Chỗ phơi đồ của Tiên. Giờ Tiên sẽ phơi lên cho nó khô. Tiên phơi đồ xong cũng đã sáng rồi mọi người. Bây giờ thì Tiên đi xuống để tắm nha. Tắm xong ăn cơm. Thì tàu lớn của bên em mình đang có chạy tới cái đảo gần đảo Nam Yết luôn nè. Xác bên sáng mai Tiên sẽ quay một video giới thiệu đảo Nam Yết và quay cận cảnh cho cả nhà mình xem. Tiên đi tắm thay đồ khô cho nó ấm nha mọi người. Đây cả nhà, mực bên em mua để phơi nè. Chị phơi cái này là mua nè, mực rất là tốt nha. Mực này phơi một nắng ăn khỏi chê, để quét rồi để luôn. Mực này thì không ai dám ăn đâu, mấy anh em không tới lấy ăn được, tại vì có người mua rồi. Tại vì hải sâm mấy anh em mình đã luộc xong thì để muối hải sâm, mấy anh em sẽ muối một lớp hải sâm như thế này đây. Muối như vậy để cho nó giữ được độ săn chắc của con hải sâm.
Thì quy trình muối này sẽ do bạn ớt lên, tài ớt lên. Tức là hôm nay mình sức với lại anh Vũ ớt lên thì cứ xong thì sẽ muối về bỏ xuống hầm nha. Nấu ăn hôm nay để tiêm cho thử đây. Rồi cái canh nha mọi người. Rồi bé Khai để nấu chín xong cái canh rồi. Đề số là bữa nay mình ăn canh. Còn đây là cơm cũng đã chín rồi. Thử thùng té hôm nay có món gì nè. Đây là cái thùng té. Có mấy cái dưa cho bị hạt ớt. Còn đây là cái tủ đồng của bác em mình. Cái bò hòm bác em mình cũng đồng luôn. Tiền mới bị tột đầu xém đầu ngay. Đây chiếc Geno khi mà chuyển gần bê thì sẽ dắt như thế này. Chuyển đi đảo xe thì anh em sẽ kéo lên nha. Kéo lên để chạy cho nó nhanh hơn. Chứ dắt ba chiếc Geno như thế này thì nó sẽ chậm hơn cả nhà. Mặt trời thì cũng đang có lên bình minh tại biển Đông, tại đường xe. Mọi người, hiện tại tàu của bánh em mình đang có tiến về phía trước, chạy ngang qua vùng đảo Lạc Tê. Mọi người có thể thấy phía trước màn hình là đảo Lạc Tê, thuộc đường xe của Việt Nam chúng ta. Bánh em đang chạy ra một đảo khác nha, núi Ly. Còn đây là tiên, bên hông tiên là đảo Lạc Tê của Việt Nam. Mọi người bấm vào bản đồ tìm gõ đảo Lạc Tê và kéo tới vệ tinh thì nó sẽ hiện ra ở phía sau tiên. Ở đảo Lạc Tê thì nó sẽ có rừng họp, đèm xé, chùa và mọi thứ có người dân ở luôn. Nên có xây một cái kỳ cảng để cho tàu thuyền đi vào đó để núp gió, núp bão đó mọi người. Rất là hùng vĩ luôn. Giữa biển khơi như thế này là có một hòn đảo nổi lên để khẳng định chủ quyền đường xe của Việt Nam là của chúng ta. Đây ở này thì đã kỳ bồ đê trắng sóng hết rồi nha mọi người. Mọi người thấy đê đê nè, ngọn hải đăng nè, trụ sóng BG. Có những chiếc tàu cảng kiểm ngư của Việt Nam chúng ta neo để giữ quê hương. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi Tiên để xem nhiều video khám phá tại đường xe của Tiên với anh em.